Rồi chị Hương đi với bà mẹ đi vô bệnh viện chứ bây giờ phải sốt quá chị không nổi đâu, phải vô bệnh viện. Má mi đi với nè Ngọc Anh nè cô Bảy. Trời gớm. Để má mi vô bệnh viện nè. Rồi Ngọc Anh nè cô Bảy nè. Xe chữa cháy lại theo nữa tiếp nữa. Rồi xe chở bệnh viện cũ lại.